Trứng xí mại, da heo. Ai thích ăn cá kho thì ăn. Khi mà đem tô lên thì cái bánh này mình bỏ vô. Cái này khác với lại cái bánh căn ở trên Đà Lạt không? Đúng rồi, cái này khác. Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Team Đi Đâu và tiếp tục hành trình Phan Thiết của tụi mình. Thì đứng đây, mọi người thấy cái bảng nè, tiệm bánh căn. Thì đây là một cái món rất là đặc sản vô cùng đặc sản của thành phố Phan Thiết. Đi Phan Thiết là nhất định phải ăn bánh căn nha mọi người. Và ngày hôm nay tụi mình đang có mặt tại tiệm bánh căn số 8 trên đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết. Trên đây là cái quầy của cô bán. Thì trên cái quầy này thì sẽ có một cái khay đựng trứng, vừa trứng sống vừa trứng chín. Trứng sống thì cô sẽ đánh ra rồi xong rồi sẽ nấu cùng với lại bánh đúc. Còn một loại thì trứng đã cô đã luộc rồi thì cô sẽ lột vỏ sẵn và để ăn cùng với nước chấm. Cái khay này là bánh canh cô đã làm rồi. Còn bên trong nữa là nồi tấm mỡ để chèn vô cái nước chấm. Cái này là xíu mại. Đây, cái này là nhà cô tự làm luôn nha. Thịt nó cũng thịt đa số xíu mại đây là tôi thấy nó cũng sẽ được hầm, được nấu cho dính cục. Nó dính liền lại nhau mọi người. Cái này là cô chỉ nấu lên thôi, không có tẩm màu gì hết nên là nó vẫn còn nguyên cái màu gốc của cái miếng thịt. Mùi thì cũng thơm đó mọi người, cũng khá là ngọt. Đó. Kế tiếp là da heo. Cái miếng da heo này là tôi thấy nó rất là bóng lưỡng nha mọi người, cô làm rất là sạch luôn á. Nhìn cái miếng da heo này nè mọi người, nhìn rất là keo luôn nha. Cô làm rất là sạch sẽ, trắng nõn à, mà cũng dai dai nữa. Không một miếng mỡ, không cộng lông luôn nha mọi người. Đó. Đặc biệt nhất là nước mắm. Cái này cô nói nó là nước mắm chay, có thể ăn cho người ăn chay được luôn nha. Thì cái này cô nói là không phải chủ yếu nấu từ nước mắm mà sẽ là muối tạo cái độ mặn và ngọt cay của ớt, rồi sẽ nếu mà bỏ xoài những cái hương vị mấy cái nguyên liệu khác rồi thì tạo thêm những cái vị chua chua nữa đó. Nhìn cái màu nó rất là hấp dẫn luôn. Cái lò đổ bánh căn rất là đặc biệt luôn nha, nó phải vừa vặn với lại cái khuôn bên trên được làm từ nung, đất nung mọi người. Rồi cái ở bên trên cái khung nữa cũng được làm từ đất nung. Xong rồi mấy cái chén để đổ cũng được làm bằng đất nung. Nói chung là những cái đất nung này chịu nhiệt được rất là chịu nhiệt luôn mọi người. Và bền nữa. Đổ bánh căn là phải đổ bằng khuôn, bằng đất nung này nha mọi người, mới ra được cái đúng chất là của bánh căn. Còn này là cái nồi cá nước dùng. Thì nếu mà ai thích ăn cá thêm thì kêu thêm. Đây, cái nồi cá mà cô đã kho. Cá nục với lại cá nục, cá bạc má. Bạc má, cá chỉ. Thì mùa nào thì cô sẽ làm cái loại cá đó. Rồi, chắc là bây giờ sẽ đi vô hỏi chuyện cô rồi học lỏm cái bí quyết mà làm bánh căn của cô hay mọi người. Sau đó là tụi mình cùng thưởng thức cái món này nha. Dạ, cái món này là mình sẽ ăn kèm với cái gì cô? Món này là trứng xí mại, da heo. Da heo. Các loại kèm. Ai thích ăn cá kho thì ăn. Là xoài. Mình, dạ. Rồi lấy cái mấy cái đó là mình sẽ bỏ vô một cái tô. Mình bỏ khi mà đem tô lên thì cái bánh này mình bỏ vô. Rồi mình tô mình ăn. Cái này khác với lại cái bánh căn ở trên Đà Lạt không? Đúng rồi, cái này khác. Là một cái mẻ mới. Là sẽ đổ trứng bây giờ cô, bánh với trứng đập nó vô, con đập nó vô, đập liền luôn hả cô? Đổ vô. Dễ mà. Chứ mà chơi người ta dựng đậu vậy. Dễ mà. Chắc là cái vỏ gớp vô rồi. Sao thì chỉ cần bỏ bột xâm xắc thôi, xíu nó sẽ tự phồng lên. Mình cho thêm trứng. Đổ nhiều bột. Rồi đổ vô. Ok. Không, tại cái trứng cúng nó tràn ra chị. Nãy nó đầy quá. Đầy. Hồi nãy là cái đó là con
gạo mà bị còn dính phần bột dưới đáy á, bây giờ nó khét. Mà cái nồi đất này cũng hay quá anh, nó không bị dính nhiều. Thổi ra một cái là nó ra. Đó rồi xong, bây giờ mang trái trứng cút lòng đào nha mọi người. Bỏ vô là nó ra liền luôn. Bây giờ là đang tìm mấy cái chín chín. Khoan để cô coi cái nào. Mà con thấy cái này là trứng gà, cô có trứng cút nữa thì trứng cút là cô để nó vô luôn hay sao? Hồi nãy trứng cút cô để. À. Rồi, cái này. Cái này. Con phải làm gì? Là phải cửa vòng quanh vòng quanh. Đó, đó, cô cửa sẵn lắm rồi nè. Đó, cái xong rồi. Xúc da. Cái này luôn nha. Để con tự cửa nha. Làm gì? Cũng không được mạnh tay quá thì gì? Bể cái đất ha. Không sao. Coi vậy là cũng phải có kỹ thuật làm nha mọi người. Dành trước. Mình cái này đi từ từ. Đi từ từ. Khó quá. Đây là không phải. Tại vì con cũng không dám là con mà con nó làm thẳng đó. Cái này nó không có bể đâu. Cái đất này nó chắc quá không cô? Thổi lên một cái là đi hết cái bánh luôn. Đây. Đó, bắt đầu cũng chạy vòng quanh. Chắc là thấy nhờ. Cô rồi. Để cầm sát xuống dưới đây nè, mới dễ. Chết rồi, con chạy cái phần nó bột nó còn dính quá. Cái này tôi không có kỹ thuật đó mọi người. Cái bột nó còn dính ở dưới. Đây là cái phần bánh canh hồi nãy tôi đã đổ ra, dám không? Có gì đâu mọi người, chính này mình ăn hết rồi. Nói chứ là chị tay chị đổ nhưng mà cũng là cô làm bột rồi đổ khuôn rồi cô cũng khởi luôn, vậy là chị không làm gì hết. Ăn luôn đi ha. Không, mà mình nói là tốn gỗ còn tốn nước sơn mà đúng không? Chủ yếu là nguyên liệu của cô là chất lượng thì bánh đổ ra có hình thù thế nào tôi nghĩ chắc là cũng ngon. Đúng rồi. Thì cái phần đáy nè, nó sẽ hơi xém xém một tí. Và cũng khá là khô, nhưng mà ở trên mặt là mọi người nhìn rất là xốp. Hơi lỗ một tí nhưng mà rất là mềm. Cái bột ở trong ở trên nó vẫn còn rất là mềm. Kiểu nó vừa thôi chín không? Đó chị. Chứ nó không bị quá khô. Thơm mùi trứng. Còn đây, để ăn cái này thì mình sẽ có cái chén nước sốt này mọi người. Cái này thì theo như hồi nãy lúc tôi nghe cô nói á, thì đây là cô nấu với muối chứ không phải nấu với nước mắm. Đúng rồi. Đó, thì ở đây tụi mình cũng có trộn thêm một xíu nước cá kho vô. Thì mấy bạn nào mà thích ăn đậm đà hơn á thì nên cho cá vô. Còn không chịu được cái mùi tanh của cá thì cũng có thể không đổ. Giờ tôi sẽ nếm thử trước. Cái này kiểu mọi người, nước đầu tiên là cái nước mắm nha, cái vị nước mắm vị nước muối á, vị nước mà cô làm á, kiểu nó rất là vừa phải mọi người, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, nó không phải quá ngọt như đa phần cái hương vị ở đây. Bỏ nước cá vô thì tụi mình cũng bỏ cái số lượng vừa phải, nên là kiểu mình không quá gắt mùi cá nhưng mà nó vẫn có một cái mùi thơm nhẹ. Ngon á, ngon á. Đúng rồi. Nó kiểu không có bị ngọt nhiều mà nó, tại vì cô làm từng muối á, nó sẽ có một chút đậm đà. Đúng rồi, nên là ăn rất cảm thấy rất là ok mọi người. Bây giờ cái cách ăn của cái này là bỏ cái này vô đây ăn. Đó, luôn chấm một cái nhúng quá đúng không? Đúng rồi, cái này mọi người nhúng, phải nhúng đẫm một xíu cho nó nước nó thấm vô bánh đó mọi người. Đó, cái này là cái chiên đổ ra cái trứng cút mà, còn cái màu vàng nãy là cô đổ ra với trứng đổ luôn. Rồi mình ăn thử ha. Chị Uyên sẽ ăn nguyên cái trứng cút đập vô, còn mình sẽ ăn cái trứng trứng gà quậy lên rồi mình bỏ vô đây. Nó hết, nó có màu vàng hết toàn cái bánh luôn. Ngon quá rồi. Đúng rồi, phải để cho cái nước sốt nó thấm vô á. Cái nước sốt á, do là mặn nè, có mặn, có ngọt, có hơi chua chua. Chua giống như cái nước xíu mại á. Đúng rồi. Xong rồi thêm chút béo của mỡ nữa. Nó giống, nó như cái xíu mại như trên thành phố của mình ăn vậy á.
nó thì bỏ ra ăn chung cái bột nó rất là ngon, xong rồi cắn cái trứng ở phía trong mình rất là ngậy. Còn đối với tôi mọi người thì cái nước sốt này ngon rồi nha, nhưng mà cái bánh nó còn ngon hơn mọi người, tại vì lớp đây cô chiên á, cô là không, cô không, tôi không biết là cái này hình gọi là hình thức chế biến gì, nhưng mà cái lớp vỏ đúng rồi, mình nhìn ở ngoài thì nó cứng nhưng mà ăn vô cảm giác nó giòn, nhìn khô ha, đúng rồi, nhưng mà ăn vô thì rất là mềm, còn trên đây thì mềm béo, ăn cảm giác không hề bị khô luôn mọi người, không có bị ngán bột luôn á. Đúng vậy, nhiều cái bánh mà tôi ăn tôi cảm giác là nó bị bột nhiều quá nên là rất là ngán, mà nhưng mà cái cách chế biến này á là không cần dầu luôn nên đúng, là không bị ngán dầu một tí nào, không có một miếng dầu mỡ gì luôn á. Rồi em sẽ ăn tới món tiếp theo, đó là cái da heo. Thật sự thì đó là tôi không ăn bánh canh nhiều mọi người, nên là tôi cũng không biết bánh, thường thường tôi nghe nói bánh canh thì chỉ có khứu mại mới là bánh canh thôi, nước mắm rồi. Nhưng mà lâu lâu mới thấy một tiệm mà có bán da heo này, bỏ vô kiểu nó cũng không quá nổi bật nhưng mà có vô ăn dây dai giòn thường thường cũng nhai cũng vui miệng. Còn cá này á, bánh canh là chỉ có Phan Thiết mới ăn với cá thôi nha mọi người. Đúng rồi, thì ở dưới Phan Thiết cũng không phải là chỗ nào cũng sẽ có ăn kèm với cá đâu nha, nên là cũng có một vài tiệm bán, một vài tiệm có, thì hôm nay tôi tìm được một tiệm cô bán ăn chung với cá nè. Phải nói đây là cái tiệm mà mang hương vị original luôn mọi người, kiểu khá là truyền thống. Cá nó nhìn cái miếng hồi nãy không hề rụt, nhưng mà bỏ vô miệng là nó rụt, từ từ nó rụt rồi mình nó ngọt, xong rồi cái xương mà nó kiểu rụt như là mình ăn cá hầm đó. Đúng rồi, kiểu cô hầm rất là kỹ luôn. Nhưng mà lúc gấp lên thì nó không bị bể gì đâu nha, vô tới miệng của mình nó mới tan ra, nó mới béo ngọt rồi ngon. Rồi giờ tới xíu mại hen. Xíu mại thì đây một cục 5.000, hôm nay bao nhiêu cục thì cô tính đó, tính nó cộng dồn vô thôi. Cá cũng 5.000. Xíu mại thì giống như là thịt bằm mọi người, đặc biệt á là nó vừa có nạc vừa có mỡ, ăn vô thấy không hề bị ngán nha, hai cái nó đang xen lại anh thấy không bị ngán chút nào luôn. Thì trong đây có một cái trứng nữa, thì cái trứng thôi thì cũng béo ngậy bình thường thôi, thì cũng là luộc lên rồi. Nên là nói chung là ngon mọi người, quyết định là phải thử cái món này khi viên biết nha, ngon á. Ngoài trong cái tô này người ta còn cho mình thêm một xíu xoài chua đó mọi người. Cái này mà bạn nào kiểu ăn bánh ngán quá thì mình mà ăn thêm một xíu này vô cho nó kích thích bị ghét một xíu. Mình thấy là thẩm ngán không? Tại vì nó không có bị dầu mỡ gì hết trơn á, không ngán không thề luôn. Mà chỉ có đọc ở trên mạng bánh tăng này là gốc của nó là có chữ G làm sao. Căng thẳng á hả? Ăn vô căng quá hả? No, cái đó là căng tròn phồng lên, căng lên. Đúng không? Là tại vì cái bánh đổ vô cái khuôn không rồi, nó phồng lên, nó sẽ phồng lên, nó căng lên là là cái căng đó nha. Đó, nhưng mà cái là do tiếng dùng biển nè, đúng rồi, lưu truyền có nhiều đời rất mất chữ G, rất mất chữ G nên là chỉ còn là bánh căng thôi. Nhưng mà dù sao dù với bất kỳ tên nào mọi người, nhưng mà cái hương vị của nó mình nghĩ là vẫn là cái quan trọng nhất. Đúng rồi, ngon nha mọi người, thật cái quán ngon thật sự luôn á. Bởi vì bây giờ đa phần mọi người đi khắp Phan Thiết á, thì đa phần cái quán bánh căn á thì nó là mang thiên hướng về du lịch nhiều hơn, người ta sẽ chế biến ra nhiều loại như có tôm nè, có mực nè, có hải sản, thịt đồ, nên là mọi người sẽ khó tìm được những cái hương vị truyền thống như thế này. Nên qua cái quán này thì tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn một địa điểm mà mang hương vị truyền thống, nếu mà đến Phan Thiết mình có dịp mình ăn thử cũng ok lắm. Ngon quá, không muốn dừng đũa luôn á. Thôi cái nữa đi. Thêm cái nữa. Ngon quá. Rồi. Thỏa mãn. Đó rồi. Rất là thỏa mãn luôn. Đó là lại thêm một cái quán nữa mà mọi người nhất định phải đến, đi quán biết nhau. Ở ngoài kia có rất là nhiều quán bán bánh căn, nhưng mà tôi cũng đi rất là nhiều quán luôn nha, cũng là thử rất là nhiều rồi, nhưng mà cái quán này thật sự là mọi người rất là ngon luôn. Nó mang một cái hương vị rất là kiểu basic nhất. Đúng. Gần với cái nhất, vừa gần cổ, gần cái góc nhất á mọi người. Nên là có gì mọi người đến đây ăn thử nha. Và dành cho bạn nào cần, quán bánh căn này sẽ nằm ở địa chỉ số 8 đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết nha. Và cô sẽ bán từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Bạn nào muốn ăn thì nhớ canh cho khung giờ này để đến nha.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của tụi mình. Bye bye, bye, bye.